Hôm nay thì mình tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thăm khám và sàng lọc một cái vấn đề rất là quan trọng mà trước đây thì khi sinh những bạn đầu tiên thì mình không hề biết một tí nào cả. Đó chính là mình sẽ làm cái kiểm tra về tiểu đường thai kỳ. Và bên cạnh đó thì mình cũng vừa bị mắc Covid. Và năm nay thì mọi người thấy là cái khuyến cáo dành cho các mẹ bầu ấy, đó là phải kiểm tra sàng lọc trước khi sinh. Rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới hậu Covid. Vì mình đã sinh em bé thứ 3 là đẻ mổ, nên là em bé thứ 4 này cũng sẽ đẻ mổ. Và chính vì vậy mà những cái việc mà kiểm tra cái đường máu rất là quan trọng, cộng với là tất cả những cái xét nghiệm để làm sao đấy biết chắc chắn rằng là sau hậu Covid thì các cái cơ quan nội tạng ở trong cơ thể, rồi máu thì có đông hay không, chống đông, vân vân. Đấy là những cái điều mà bác sĩ phân tích, mình không nhớ hết chi tiết là những gì cả, nhưng mà chỉ cảm thấy là hôm nay cũng khá là lo lắng và cũng không biết là làm nhiều xét nghiệm như thế thì có bị mệt không. Tại vì mọi người nói rằng là cái nước đường ấy ạ, để khi mà kiểm tra thì nó rất là khó uống. Các mẹ hãy cố lên nhé, chúng ta tất cả vì em bé của mình ạ, để làm sao đấy cho em bé khỏe mạnh nhất. Em hơn cái mũi hai. Bởi vì tay kia. Mới có đi găng không Bình nhỉ? Có. À, đây là cốc nước đường mà mẹ Mai sẽ phải uống. Bác sĩ dặn là khá là khó uống nên là phải cố gắng. Tại vì rất là nhiều người uống bị nôn, tại vì nó ngọt hơn nước đường bình thường. Bây giờ thì sẽ phải hoàn thành nó. Các mẹ cũng cố gắng nhé. Tiếp tục lấy máu lần thứ 2 để làm xét nghiệm trong buổi sáng ngày hôm nay. Cái kim rất là to. Cái nhỏ hơn à? Thế là mẹ Mai đã lấy máu lần thứ 2 xong rồi và bây giờ lại ngồi chờ tiếp một tiếng nữa. Sau một tiếng này thì mình sẽ quay trở lại phòng khám để lấy máu lần 3. Và sau lấy máu lần 3 thì mới được ăn. Thế nên là các mẹ cũng phải chuẩn bị ăn trước từ bữa tối. Đúng là bác sĩ dặn không thừa một tí nào luôn. Nếu mà tối qua mà ví dụ chẳng may mình bỏ ăn hay là có một cái việc gì đấy nhỡ thì chắc chắn là hôm nay sẽ không trụ nổi đâu ạ. Nhiều mẹ bị choáng và phải đi về làm lần thứ 2 đấy. Trong lúc ngồi chờ đợi thì có những tài liệu gì hay ấy thì mình sẽ đọc, mọi người thấy là rất là nhiều những cái thông tin hay mà bệnh viện cung cấp. Sinh con lần thứ 4 nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy rất là lo lắng, chỉ sợ là em bé rồi mẹ thiếu ối hay là có những cái điều bất thường gì ạ. Đấy, rất là lo luôn. Không biết là các mẹ cùng tâm trạng như mình hay không nữa. Cũng hơi mệt một chút sau 3 lần lấy máu và chờ đợi. Mình mất 3 tiếng. Một lần lấy máu xong rồi uống nước đường xong chờ 1 tiếng. Rồi sau đó lại chờ thêm 1 tiếng nữa. Và như vậy là tổng là 3 lần. Bây giờ thì tự thưởng cho mình sẽ ăn uống thoải mái và giữ gìn sức khỏe. Các mẹ bầu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Vừa mới ghi hình xong, bây giờ thì Thanh Mai sẽ đến gặp bác sĩ Sim để xem bác sĩ sẽ tư vấn và chia sẻ và thăm khám cho mình ra sao. Lúc này thì cũng cảm thấy rất là lo các mẹ ạ. Thì tốt lên. Đó. Thế còn thận của Thanh Mai cũng chưa tốt hẳn. Thanh Mai vẫn phải uống nhiều. Mình vừa mới ra xe để chuẩn bị đi về thì vừa rồi thì bác sĩ Sim cũng có chia sẻ với mẹ Mai những cái thông tin về cái việc phiếu xét nghiệm của mình. Thực sự là nếu mà không có cái phiếu chẩn đoán lần này để mà test cái hậu Covid thì không biết là sức khỏe của mình sẽ như thế nào. Có một cái chỉ số quan trọng nhất trong các cái chỉ số để mà mình rất là lo lắng khi mà 2 tháng nữa sẽ sinh em bé chính là cái chỉ số này mọi người ạ. Mọi người thể nhìn vào đây này. Đấy là cái chỉ số đông máu. Chỉ số đông máu, cái gọi là D-dimer ấy ạ, của mọi người sẽ là dưới 500 hoặc trên 500 một chút. Nhưng của mình đến tận 6.838. Có nghĩa là mình cao hơn gấp mọi người rất là nhiều. Và với chỉ số đông máu như thế này thì lúc sinh em bé mà sinh mổ như mình thì sẽ vô cùng khó khăn. Và thậm chí là không biết cái vấn đề an toàn của mình như thế nào.
Nên là hôm nay khi mà nghe bác sĩ Sim tư vấn xong thì bác sĩ cũng rất là động viên, đó là phải an tâm, tĩnh tâm lại hơn một chút. Và thứ hai là bác có gửi cho mình một cái liệu trình để xử trí tất cả những cái bệnh này bằng thuốc và tiêm, phải tiêm hàng ngày, sẽ tiêm trong 7 ngày. Sau đó thì xem như thế nào để phối hợp với cả các cái thuốc xịt họng, autosin, và một tuần sau thì sẽ xét nghiệm lại. Đấy, mọi người thấy không ạ, không để chủ quan với sức khỏe của mình được đâu. Đặc biệt là hậu Covid, đối với những mẹ bầu như mình và như tất cả các mẹ khác thì chúng ta phải tích cực thăm khám đấy mọi người ạ. Đừng chủ quan nhé. Hôm nay thì mình gọi là thở phào.